tôi. Mẹ tôi quý tôi yêu. Mẹ tôi đã khổ trăm chiều nuôi tôi. Mẹ tôi sống ở trên đời, ước mơ cao nhất của người là được con thảo cháu ngoan. Những ai sinh ra ở trên đời này, từ các bậc hiện tại đến các vị thánh nhân cũng vậy, đều bước ra từ trong lòng mẹ. Mọi sự thành đạt đều làm mẹ vui, khi thất bại làm mẹ buồn đau. Trong câu ngạn ngữ ta thường nói cha trời mẹ đất, tôi cho rằng đúng vậy. Mẹ là đất, từ đất sinh ra mọi thứ, trăm sự trên đời cũng từ lòng đất đi lên. Mẹ đã chịu đựng mọi phong ba bão táp, nắng hạ mưa đông, giặc giã tứ thời đều chồng đến đôi vai gầy của mẹ. Thật không có vật quý nào dám sánh tày lòng mẹ. Mẹ là tất cả của đời con. Mỗi người sinh ra trên đời đều chịu một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở đây xin nói đến mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng phải là liệt nữ dị nhân hay nữ hoàng quận chúa gì, mà chỉ là bà cụ nhà quê đầu trần chân đất, người mẹ quê mùa đã trải bao nỗi bất hạnh của cuộc đời. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương, cái cảnh nghèo xưa thiếu đủ đường, dãy nắng dầm trương phong phanh nhau vải, trường đất mái tranh, nơi quê nghèo tân giá chỉ sống bằng đôi tay nhỏ bé. Đôi tay ấy làm ra gạo mà tứ mùa phải ăn khoai. Con cua cái ốc, rau đắng củi rào, đêm đêm thao thức ấp ủ cả một đàn con. Chúng tôi sinh ra đời quần tắm kế, mang sành cơm gói moa cao, áo quần mặc kế tiếp nhau, chẳng đứa nào dám mơ đến manh áo mới. Cả cuộc đời mẹ tôi chưa một lần được đi xem hội, chỉ bồng con nghe vọng tiếng hát đẹo văng vẳng lạc bên rộn rã hò reo. Mẹ chỉ ôm con rồi thở dài thõng thượt, có ai thấu cho cảnh vách thưa nhà giọt, có ai hiểu cho cảnh cơm nguội nhà ngoài từ của xa xưa. Mưa cứ xối xả vách thưa nhà giọt, mẹ nghiêng tấm lưng trần ấp ủ một đàn con. Nhiều khi mẹ thức thâu đêm, cánh cửa khép hờ, đợi chân con về muộn. Trang sách đầu đời chúng tôi chỉ là một tờ giấy loại, mẹ dạy tập đánh vần hai tiếng o a. Mỗi khi thấy mẹ vắng nhà, cả bọn chúng tôi ngóng chờ đỏ mắt. Quà mẹ tôi mua chỉ là tấm bánh đa vừng nhỏ nhất, cạnh đông con bẻ nhỏ dễ chia. Chúng tôi đứng đợi mẹ về mà nôn nao trong tuần. Thấy con người đùa vui náo nức, mẹ nghẹn ngào rồi dắt con đi. Cả đời mẹ tôi chẳng thích đi xa, cả đời mẹ tôi chẳng biết trốn nhà ga bến tàu, cả đời quen với đồng sâu, cả đời chỉ sắc áo nâu mặt mà, cả đời nón thách áo cưa, cả đời tắm nắng hội mưa cả đời. Thế là mẹ tôi đã ra đi. Mẹ tôi ra đi đột ngột quá chừng, để từ nay các con ở xa về không được nghe mẹ nói. Đứa em gái rưng rưng kể lại giây phút cuối cùng mẹ gọi các con. Giờ này con biết nói gì hơn, mẹ làm đó mà âm dương cách biệt. Để lòng con đau thắt ruột, chiếc quan tài vẫn chưa đóng chặt mấy gian nhà. Lạnh quá mẹ ơi, làng xóm bà con ai cũng ngậm ngùi, cháu chắt đầy đàn mà tao còn thiếu. Chỉ có mẹ, chắc là mẹ hiểu, mẹ thương chúng con chưa khá được đâu. Thế là mẹ tôi đã đi xa đột ngột quá chừng, để từ nay các con ở xa về không được nghe mẹ nói. Đứa em gái rưng rưng kể lại cái giây phút cuối cùng mẹ cứ gọi tên con.
Mẹ ơi, mẹ thương nhiều cho những đứa về sau, sau thấy được mẹ đã nằm trong lòng đất. Và lúc bấy giờ chỉ vật đầu kêu khóc, lôi tay về mà có chịu về đâu. Nơi mẹ nằm chính là đồng trũng ruộng sâu. Cả cuộc đời mẹ đã còng lưng cây hai, cả cuộc đời mẹ đã tạo tần bươn trải, để ngàn cánh bò không sánh nổi đêm thâu. Mẹ ơi, giờ này con muốn làm một đứa trẻ, để được chạy lại ôm chân mẹ khóc òa. Cứ mỗi lần con đi xa nhà, vẫn mơ thấy bóng quê nhà có mẹ già đang đợi. Mẹ nghèo quen với đồng sâu, quanh năm chỉ sắc áo nâu mặn mà, đã chịu cái cảnh hắt hiu lều lát thay nhà, da mồi tóc bạc thương tha đã từng. Con vẫn biết cứ nghèo là khổ, mẹ đã tìm cách sinh nhai khốn khó qua ngày. Bao năm chịu cảnh gạo chịu tiền vay, hết lo sách bút lại giày áo cơm. Thế rồi mẹ dẫn con đi học tay bồng tay dắt, đứa lớn chưa khôn loắt toắt thơ ngây. Tan học về mẹ ngồi tựa cửa, mẹ ngóng mẹ trông đứa đứa về dần. Mẹ nhìn thấy đàn con quây quýt súng quây quần, bát cơm mẹ nhịn để phần không ăn. Chỉ có dưa muối mà khó khăn mới có, của không ngon nhà khó cũng ngon. Cả đời mẹ sống vì con, ân đức ấy con còn nhớ mãi. Thế là mẹ tôi đã đi ra rồi. Nhìn đàn con mẹ chẳng nói gì, như kiểm từng đứa rồi âm thầm nhắm mắt. Cả đời mẹ đã trải bãi tanh tường đất, nay có bát cơm thơm mẹ vội đi đâu. Mẹ ơi, quên sao được những cảnh đông con sống thời bao cấp, bát gạo non mì rẻ sẻn tia đông. Chúng con mong mẹ sống lâu hơn nữa, để một lần con phong áo đỏ cả nhà vuông. Ước áo ấy không được nữa rồi, trong giây phút mẹ đã ra người thiên cỏ. Để từ mai khi chúng con về đến ngõ, chiếc ngõ này như con lại bước trong mơ. Con không thấy bóng mẹ ngồi chờ, chẳng còn nhìn thấy mẹ ngồi trên giường chải tóc. Ôi mỗi sợi bạc là một ngày cực nhọc, mẹ chẳng nghĩ về mình mà chỉ nghĩ đến các con. Dù sông có cạn, núi tàn có mòn, nhưng hình bóng mẹ vẫn còn trong tôi. Tôi nguyện ơn mẹ đời đời, vẫn là con mẹ, vẫn người nhà quê.
tộc huyện Ngọc về chức đang phát triển thân hương tín nhiệm trong bao giờ phút đau thương uy biển này. Gia tộc họ huyện Ngọc cũng đang chức hương hưởng cùng nhà bằng hồi chống tây. Thì đây sẽ đọc kính mời huyện tổng họ Nguyễn Ngọc thả lễ thắp nhang các cụ nhà. Thì trở vào trong nhà thắp cụ nhà lần cuối trở ra do ta sử cho gia đình. Gia đình thì đã chân thành cảm ơn.
tân nề tạo từng dòng. Nuôi con khôn lớn ngay trông chờ mai sau. Mẹ không quản buồn đau nghèo đói, việc nông gia miệng nói tay làm sớm khuya dành giật thời gian. Khấn trời xua cảnh bận hàn sớm quang kỳ thời gian. Khấn trời xua cánh bận hàn sớm qua. Áo mẹ vá vá ba bốn mụn khăn mà vẫn đầu ngắn cuốn đuôi tôm chân gầy lặn lội đường chơi ý. Diêu dáng mẹ trong cơn gió hàn, bao lưng mẹ thắt ngàn nút khổ, quần diêm bâu in số phận đen, vai gồng đòn gánh cong lên, đầu trai cứng đội lúa chiếm lúa mùa. Sao cái ngồng đánh võng son nhôm, làm về bưng bát cơm thơm, húp mi canh mẹ nấu thấy ngon mê tận trời. Chiều con mua trứng mua lòng nồi riêu ruột cá biển đông, ăn như thấy cả tình ông nghĩa bạn. Tình ông nghĩa bạn năm hai vụ mẹ cha cày cấy thóc về sân dễ xảy phơi phong, mẹ phơi cả nỗi lòng đông. Thank you.
mà sao nghèo khổ vẫn đi không mà thấu chồng. Cú anh đỏ mẹ ngồi tung rên lấy chanh thuốc lào, mẹ bẻ sân tay giọt mồ hôi thấm mặn đất này chăn nuôi trồng trọt tháng ngày chắc chiu. Chăn nuôi trồng trọt tháng ngày chắc chiu. Nay nghe tiếng chim kêu gió thổi như vắng lời mẹ nói đâu đây, mẹ theo bóng chân mây để con cô quạnh tháng ngày. Báo hiếu không mà còn nữa, luật đời cứ càng cứ càng đau, nên dẫu làm gì hay dẫu đâu vẫn đi thèm nghe mẹ dạy câu nghĩa tình. Luật đời cứ càng đau, dẫu làm gì hay dẫu đi đâu vẫn đi thèm nghe mẹ dạy câu nghĩa tình. Dẫu làm gì hay dẫu đi đâu vẫn đi thèm nghe mẹ dạy câu nghĩa. Nhận được tin cụ Đỗ Thị Tuyết sinh năm 1935
là hội viên người cao tuổi thuộc chi hội người cao tuổi thôn Đông Khánh, từ trần về với tiên tổ. Đại diện chi hội người cao tuổi, chúng tôi về đây kính viếng hương hồn cụ. Lần đầu tiên chi hội chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình. Kính thưa các quý vị, cụ Đỗ Thị Tuyết khi còn sống, cụ luôn là một hội viên tích cực và luôn hoàn thành tốt mọi phong trào của chi hội. Với gia đình, cụ luôn là một tấm gương sáng cho các con, các cháu, các cháu noi theo. Với bà con lối xóm, cụ luôn là một người sống gương mẫu và hòa đồng với tất cả mọi người. Cụ mất đi là một tổn thất lớn lao đối với gia đình. Chi hội người cao tuổi chúng tôi mất đi một hội viên tích cực, bà con lối xóm mất đi một người láng giềng tốt bụng. Chi hội chúc cụ nơi xứ vàng ăn rất ngàn thu. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, đại diện chi hội chúng tôi xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Diện cho hội người cao tuổi thôn Đông Khánh, chính tôi là cụ Đỗ Thị Tuyết, sinh năm 1935. Qua thời gian lâm bệnh đã được các y bác sĩ cùng con cháu trong gia đình chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, chúng tôi đã từ trần hồi 17:05 ngày 7/1/2022. Gia đình chúng tôi mất đi một người thân, các con mất đi một người mẹ, các cháu mất đi một người bà và một người cụ đáng kính. Kính thưa các vị đại diện cho hội người cao tuổi thôn Đông Khánh, nhận được tin chúng tôi 250 về với tiên tổ. Chi hội người cao tuổi thôn Đông Khánh đã cử đoàn đại diện đến phúng viếng và chia buồn với gia đình chúng tôi. Kính thưa các vị đại biểu, chi hội người cao tuổi mất đi một hội viên tích cực trong quá trình phấn đấu và rèn luyện, tham gia sinh hoạt với các cụ trong hội người cao tuổi. Trong lúc tan ra bối rối, có điều gì sơ xuất xin được lãng thứ. Kính thưa các cụ đại diện cho hội người cao tuổi, sau khi thắp hương phúng viếng chia buồn cùng với gia đình chúng tôi, thay mặt gia đình tôi xin mời các vị đại diện cho hội người cao tuổi ra bàn uống nước xơi chầu để gia đình chúng tôi được cảm ơn. Kỷ niệm đông đi bé thơ
gì thì mẹ đã nhẹ nhàng ra đi. Núi ơi, núi cao chi vời vợi, sông ơi, sông sâu chi vời vợi. Công ơn mẹ hiền còn cao vời hơn núi sông kia. Gió lặng một chiều mẹ tôi ra đi, mẹ về nơi cõi xa. Nơi ấy có màu trắng tinh khôi, nơi ấy có màu đen thanh khiết. Mẹ buông lơi đôi gánh đời, bao năm tháng đã nặng quằn vai. Mẹ tôi là dòng suối mát cho đàn nai con về tắm mát từng chiều. Mẹ tôi là khu rừng bát ngát cho đàn chim non về ca hát từng ngày. Mẹ tôi giờ đâu còn nữa bạn ơi, để cho đàn nai con ngơ ngác, để cho đàn chim non sơ sắc. Mẹ ở nơi nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngọc thảo nữ tử quỳ thị luyến tổng tế tử lương văn sử nữ tử quỳ thị mến tổng tế tử lê văn Yeah.
Toàn dân xã Tư Mài nói chung, nhân dân thôn Đông Khánh nói riêng,
đang tập trung thực hiện tốt khẩu hiệu 5K phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Ban lễ tang thôn Đông Khánh vô cùng xúc động nhận được tin cụ Đỗ Thị Tuyết đã từ trần. Đại diện mọi người có mặt dự lễ tang cụ xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa toàn thể cha ta, cụ Đỗ Thị Tuyết sinh năm 1935 tại xã Liên Minh, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi còn nhỏ, luôn được bố mẹ chiều chuộng cho ăn học tham gia phong trào. Đến tuổi trưởng thành năm 1958, cụ đi xây dựng gia đình hạnh phúc kết duyên cùng cụ ông là Nguyễn Ngọc Oanh tại thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Cụ Oanh là cán bộ quân đội được nhà nước cho nghỉ về hưu. Làm dân nhà nông, cụ luôn tần tảo sống khuya, nuôi dạy con cháu, tạo mọi điều kiện để cụ ông hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho. Hai cụ chung sống hòa thuận thủy chung và đã sinh được 7 người con, 2 người con trai, 5 người con gái. Các con trai của cụ tham gia quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về xây dựng gia đình và hậu phương. Các con gái, con dâu, con trẻ luôn sống đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, mọi quy định của địa phương. Hai cụ có 16 cháu, 22 chắc nội ngoại. Các cháu chắc đều ngoan ngoãn học tập, công tác tiến bộ. Kính thưa toàn thể cha ta, bản thân cụ đi xây dựng gia đình làm sâu bản chất hiện lành, chịu thương chịu khó, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ địa phương, đoàn thể và gia đình họ hàng giao cho. Đối với hội người cao tuổi, luôn giữ mối đoàn kết sống hòa nhã với bà con làng xóm họ hàng, nhiệt tình trong các phong trào nên được mọi người tin yêu và kính quý. Kính thưa toàn thể cha ta, do tuổi cao mắc bệnh, cụ đã được con cháu gia đình họ hàng chăm sóc, cứu chữa, thuốc thang, hỏi thăm, đọc tiên cụ nhưng vẫn không qua khỏi. Và chút hơi thở cuối cùng vào hồi 17:50 ngày 7 tháng 1 năm 2022, trước ngày mùng 5 tháng 12 năm Tân Sửu, cụ hưởng thọ 87 tuổi. Kính thưa toàn thể cha ta, cụ mất đi để lại biết bao tình thương nỗi nhớ cho gia đình họ hàng, con cháu, con mất mẹ, cháu mất bà, họ hàng ruột ngoại, từ nay vắng bóng cụ trên cõi trần gian. Kính thưa toàn thể cha ta, sinh não bệnh tử xưa nay là mệnh tạo hóa của con người. 87 mùa xuân, cụ sống ở trên đời bên con cháu, họ hàng, hàng xóm, để lại biết bao kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống. Nay cụ thắt đi về cõi vĩnh hằng, an giấc càn thu, về thế giới bên kia, chúc cụ yêu sinh tịnh độ trước giờ phút đau thương. Chia ly cụ, tôi đề nghị các vị đại biểu, tăng quý khách xa gần, cùng gia đình người ngoài, cùng toàn thể nhân dân để một phút mặc niệm. Các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang,
Kính thưa các đồng chí đại diện các cấp ủy, chi bộ, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc, hội người cao tuổi, các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội thôn Đông Khánh, xã Tư Mã. Kính thưa quý khách gần xa cùng toàn thể bà con cô chú bác anh chị em con cháu xa gần yêu quý. Bà tôi Võ Thị Tuyết hưởng thọ 87 tuổi. Qua thời gian lâm bệnh, gia đình chúng tôi cùng con cháu trong nhà đã tận tình chăm sóc chạy chữa các bệnh viện hết mình giúp đỡ để dành lại sự sống cho bà tôi. Bà tôi đã sống trọn một cuộc đời, một kiếp làm người cho đời, cho gia đình, họ mạng, quê hương và xã hội, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Thưa toàn thể quý khách và bà con gia đình, dòng đời cứ trôi đi, sinh tử là quy luật, là số phận, chỉ có thời gian là vô tận. Ngày hôm nay là ngày đáng duy nhất của gia đình chúng tôi, ngày bà con ra đi mãi mãi. Hôm nay trong giờ phút vĩnh biệt, chia tay đau thương xúc động này với bà tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt cho gia đình tôi xin chân thành cảm ơn với các đồng chí đại diện cho đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc xã Tư Mã, các đồng chí đại diện cho các ủy, chi bộ, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc, hội người cao tuổi, các cơ quan toàn thể tổ chức xã hội cùng toàn thể quý khách và nhân dân quê nhà. Cảm ơn ban tổ chức lễ tang thôn Đông Khánh, cảm ơn đội nhà thiếu xã Tư Mã, cảm ơn quý khách gần xa, bà con dân làng, cô chú bác, anh chị em, các con có các cháu trong đại gia đình nội ngoại dòng tộc với tình cảm nghĩa tử và nghĩa tận. Trong điều kiện dịch bệnh đã đến thăm viếng bà tôi và chia buồn cùng gia đình chúng tôi, đã tổ chức chú đáo long trọng và tình cảm và đưa bà tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Thay mặt cho gia đình, tôi xin mọi người lượng thứ. Sau lễ truy điệu, lễ an táng bà tôi, xin mời các đồng chí, các quý khách cùng toàn thể bà con và mọi người ở lại gia đình dự bữa cơm đạo ạ, chia buồn với gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm tạ và cảm ơn. Lễ truy điệu cụ Đỗ Thị Tuyết đến đây kết thúc. Tôi xin thay mặt ban lễ tang xin cảm ơn các cụ, các quý vị đại biểu, tang quý khách xa gần và toàn thể nhân dân đã tới dự lễ truy điệu này. Thay mặt ban lễ tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng cụ Đỗ Thị Tuyết bắt đầu. Linh cữu được đưa về nghĩa trang quê nhà. Các bộ phận đã được phân công bắt đầu vào công việc. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Thank you.
không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thành cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Không còn gọi tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm mong không còn có mẹ. Rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong. Mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên,
mà lòng con sao vẫn hẹn nào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi. Suốt một đời vững dạ cây trông, con vẫn biết mẹ đã đi rồi. Mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào.
đêm về lánh lùng buồn thiêu. Đời lắm yêu phiền dòng tố chín mi. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều. Đắng cay trăm chiều nắng chiếu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ con, trong lúc tuổi còn non như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang còn lặng bước giữa trang đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con, trong cánh đời nổi trôi bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian trôi qua thật mau, đời con tha phương lạc loài. Nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con, trong cánh đời nổi trôi bơ vơ con lạc lối. Tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian trôi qua thật mau, đời con tha phương lạc loài. Nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Nhớ thương muôn đời ơi mẹ.
mình vái bà đi ạ.